Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip chia sẻ tới quý vị và các bạn hai mẫu sản phẩm, đó là hai bức hoành phi. Thì mẫu sản phẩm hoành phi này cũng đang được đánh giá là thịnh hành nhất hiện nay và cũng là các cái sản phẩm mà chúng tôi bán buôn bán lẻ trên toàn quốc với số lượng rất là lớn trong cái thời gian vừa qua. Thì trung bình một tháng là chúng tôi sản xuất từ 100 tới 200 bộ như này, bán đi cho tất cả các cái tỉnh lẻ như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh và đặc biệt là các cái tỉnh trong miền trong, chúng tôi gửi theo xe khách Bắc Nam. Thì quý khách thấy được các cái mẫu sản phẩm này, quý khách hãy nhớ tới các cái video clip của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, Đồ Thờ Hiền Lành. Chúng tôi đang chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội, trên YouTube cũng như là fanpage Facebook. Thì trên mình các bạn đang xem đây là bức hoành phi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, phiên bản chữ to 32 và 35. Có phụ đề tiếng Việt. Và thường thì chữ Hán Nôm đọc từ bên phải sang cho quý khách dễ hình dung hơn. Bức hoành phi 3 chữ Đức Lưu Quang là chúng tôi vừa mới gắn xong. Và bức hoành phi lồng cuốn thư này thì chúng tôi đã trà nhẫn nhụi và đánh dây giáp chuẩn bị chuyển đi xe khách cho tất cả quý khách hàng đã đặt hàng chúng tôi. Hai bức sản phẩm này chúng tôi sẽ bán mộc cho các đại lý cửa hàng cấp 2, cấp 3 trên toàn quốc. Thì chúng tôi vừa mới gắn các cái đầu mộng lại với nhau bằng chất liệu đó là keo AB. Keo AB gồm hai thành phần, đó là phần A là chất liệu nhựa epoxy và phần B đó là các cái chất đóng rắn. Chúng tôi đã gắn kết lại với nhau và các cái đầu có các cái dây co chúng tôi sẽ buộc lại bốn đầu góc như quý vị đang xem đây. Cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Chúng tôi ra rất nhiều các cái mẫu mã hoành phi câu đối trong thời gian vừa qua, đáp ứng tới cái lượng khách hàng tiêu dùng trên toàn quốc cũng như là khách buôn. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi, quý khách liên hệ trực tiếp với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái mẫu sản phẩm. Quý khách có thể đặt hàng online thông qua các cái video clip của chúng tôi. Quý khách hãy chụp lại màn hình các cái mẫu sản phẩm mà quý khách đang xem thì chúng tôi sẽ báo giá cụ thể. Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi quý khách đặt hàng online. Mà nếu quý khách có thời gian ở gần, quý khách có thể qua trực tiếp cơ sở nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xem hàng. Thì bức hoành phi các bạn đang xem đây là chúng tôi có thiết kế thêm một chiếc cuốn thư ở phía bên trong. Và khi chúng ta sở hữu bức hoành phi, chúng ta sẽ được công dụng đó là 2 trong 1. Tức là mua một bức hoành phi có thể sử dụng cả một chiếc cuốn thư. Và các cái phần khuôn này chúng tôi chạm đó là cây trúc và bên trên là chạm long hóa mai. Và xung quanh phần ván này chúng tôi có chạy các cái chữ công, trông rất là đẹp và bắt mắt. Và mẫu này cũng là đang là mẫu thịnh hành nhất của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, bán rất chạy trong thời gian vừa qua tới tất cả các tỉnh lẻ cũng như khách hàng tiêu dùng. Và chất liệu gỗ đó là gỗ gụ Lào. Thì bên cạnh các cái mẫu sản phẩm loại dày thì chúng tôi có các cái mẫu sản phẩm đó là loại mỏng hơn. Thì ván chúng tôi làm dày 2 phân và khuôn chỉ có 6 phân. Thì quý khách có nhu cầu, quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 883349. Thì video này đang được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất hoành phi câu đối của chúng tôi. Chúng tôi đang còn rất nhiều các cái bộ khuôn câu đối cũng như là các cái tấm ván hoành phi rất nhiều. Tôi sẽ ra trong cái dịp Tết Nguyên Đán này rất là lớn. Quý khách nên đặt hàng trước để có các cái sản phẩm ưng ý nhất. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem thêm được các cái sản phẩm mới nhất về hoành phi câu đối cũng như là cuốn thư câu đối. Quý khách có thắc mắc, quý khách hãy bình luận phía dưới video để chúng tôi sẽ giải đáp. Một lần nữa chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại, đó là hai mẫu sản phẩm, hai bức hoành phi. Chúng tôi có bán lẻ hoành phi không kèm câu đối.
và chúng tôi đang làm rất nhiều các cái bộ như này theo chất liệu gỗ gõ đỏ, gỗ gụ, gỗ hương hoặc là gỗ hương ba đúc giá rẻ cho tất cả quý khách hàng yêu thích giá rẻ. Chúng tôi sẽ có các cái sản phẩm chúng tôi sẽ giới thiệu trong video clip sau về các cái sản phẩm giá rẻ. Thì quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.